Mình xin chào cả nhà. Bữa nay mình đi tới tiệm chỗ bán mắm ở bên chợ Xếp nè. Bên đây người ta có bán dưa mắm, dưa gan. Còn ở trong Mỏ Cày mình thì bán dưa mắm bằng dưa leo. Tại vì mình muốn mua dưa mắm, dưa gan. Giờ mình đi qua tới chị bán dưa mắm, dưa gan nè. Chị bán dưa mắm, dưa gan nhiêu ký rồi chị? 50 chị. Chị còn nữa không? Chị có mắm cầu pháo không? Dạ không. Không có mắm cầu pháo, em cũng muốn mua mắm cầu pháo mà không có. Chị cân cho em 4 ký mắm dưa gan đây. Mình mua về mình để mình làm sẵn rồi mình gửi ra nước ngoài khoảng 1 tuần tới được không chị? Được chị. Làm sẵn ớt đường mình mặn vô là ngon, có mắm vừa ngon, mắm mình dớp đường mạnh đại đi đúng không? Tại vì em mua em gửi qua bên Mỹ á. Để vô keo vô bạch chị được. Vô keo á. Vô bạch xong rồi mới vô keo. Ừ. Mới được. Rồi bỏ vô keo. Dạ. Cái này giòn không chị? Giòn bao nhiêu luôn. Đừng tổng tỏi, tổng ớt không à. Dạ. Ớt không phải tỏi ha. Tổng tỏi ớt chả thơm. Có tỏi nó mới ngon chứ hả? Tỏi nó mới thơm. Ừ. Ăn cả tổng, tổng sớm nó mới ngon. Nó như gan. Mấy cái đó thêm là cũng như tủ sắt dùm bà khỏi sắt. Vậy đó là cũng xả ha. Ừ. Vậy vậy. Tốn hao nhìn thấy nhiều quá ha. Gấp ra thấy gấp cho nó khô ráo ha. À, rồi bắt đầu mình ướp đường nó mới nở ra. Hả? Mắm. Mắm cá lóc nhiêu ký rồi chị? 150 rồi chị. Nhưng con 150 còn cắt hết về 170. Mắm cá lóc này ngon ha, coi ngon. Còn cái bên đây sao nó màu trắng trắng gì vậy? Chị. Dưa muối hả? Dưa muối hả? Hả? Ừ. Cũng thứ đó luôn nhưng mà cái này có nhận mắm. Dạ hả? Người ăn chay, mày có người ăn chay. Hả? Dạ. Ăn chay thì mình để gần mắm này rồi nó văng qua cho. Ăn chay luôn. Đây có củ cải muối á. Nó mấy ký hả chị? Để cầm thử. Bữa nay mình đi trời mưa quá trời luôn, mới sáng là trời cũng mưa rồi. Đi ngày mưa lúc. À, mưa hôm nay mấy ngày đây mưa hoài luôn, không mần gì nữa. Làm cây còn nhiêu rồi cái. Còn nhiêu rồi mới ra. Hai 200.000 hả chị? Đẹp, khá đẹp lắm. Mình gửi chị 200.000. Mình mua dưa mắm này 50.000 ký nè. Ở nặng ghê luôn á. Dễ em bán bớ chiều 40.000 á. Mình xin chào các anh chị và các bạn. Bữa nay mình làm cái món dưa mắm này nè. Để mình gửi cho chị Kim Bùi ở Mỹ. Mình mới vừa đi mua về. Mình với có Diễm xuống chơi nè, cái mình rủ Diễm phụ sắt với mình luôn. Giờ mình làm dưa mắm thì đây mình có tỏi, có ớt với đường. Đây mình có hơi nước, mình sắc mình bỏ ra đây mình xả, mình ngâm cho nó bớt mặn. Rồi cái sau đó mình mới trộn đều lên với đường, tỏi, ớt cho ngon. Giờ mình mời cả nhà cùng chị Kim Bùi mình làm cái món dưa mắm. Đây là cái miếng dưa mắm nè, bằng dưa gan, nó bự. Rồi cái mình sẽ mua thêm cái dưa mắm bằng dưa leo nữa. Thử coi chị ăn cái nào ngon hơn. Diễm sắc đây. Giờ mình sắc ngang ngang vậy nè. Mình sắc cái miếng cũng hơi dày dày vừa ăn chứ không có dày quá. Sắc như này á. Dưa mắm này mình cũng thường hay mua ăn á. Dưa mắm này ăn ngon, ăn nó giòn. Mà cơm nóng dưa mắm này mà mình nấu cơm gạo dẻo ha. À, cái nóng nóng á, cái mình ăn ngon lắm. Mình trộn thêm tỏi ớt rồi vô nữa. Mình ăn cũng bắt cơm dữ lắm. Mà mình phải trộn cho vừa ăn cho ngon nha, chứ khi người ta làm thì cũng mặn. Tại vì người ta làm mặn gì ta để nó mới không hư. Chứ làm đặc lạc là để nó bị hư miếng cây dừa. Mắm mình đây á, nó màu đỏ vậy nè, màu đẹp. Còn dưa mắm ở cái bè á, nó làm sao mà đen thui à. Mà tới nó đen nghĩa ngon. Mà mình thấy màu đen thấy coi nó không ngon không. Không biết nó ướp cái gì vô mà cái miếng dưa mắm ở cái bè đen thui.
Dưa mắm này có người thì thích ăn dưa mắm đu đủ, mình thì mình thích đu đủ. Mà giờ sao người ta ít có làm đu đủ, mình đi kiếm mua đu đủ cho chị nữa nè. Mà mình kiếm chưa có à. Mình thích mua ăn đu đủ, đu đủ nó vừa giòn mà nó vừa ngọt nữa, nó ngon. Còn dưa leo với dưa gang nó chỉ giòn thôi chứ nó không có ngọt. Còn đu đủ thì nó ngọt. Mình dắt cho thiệt ráo. Mình để mình ướp đường làm cho nó thấm vô cho nó ngon. Dưa mắm này mình ăn với cháo trắng đó, với trứng vịt muối rồi cũng ngon đó. Dắt gì là nó ra hết cái nước mặn. Chứ mình không dắt nó mặn dữ lắm. Mình để ra cái nước khô ráo kìa. Nước khô ráo nước rồi nè. Nước khô. Mình dắt được gần hết rồi. Chút nữa là hết rồi. Chắc khô queo luôn. Mới vừa mưa xong cái kiến cánh nó bay lên quá trời luôn. Chuẩn bị tới mùa nó mối mọc rồi. Cái mùa nấm mối là tháng 5 này là mình ở đây là có những mọ ổ nấm mà nó mọc sớm á, là nó tháng 5 này mọc rồi. Thường thường mùng 5 tháng 5 nửa Tết nửa năm á là ưa hay có mối gì đó. Giờ mình ướp đường vô. Ướp đường cho nó thấm, cho nó dưa mắm mình nó ngon, nó trong nữa. Nó vừa ăn nữa. Mỗi khi mà tới đầu mùa mưa ấy, ở quê mình á, là nhất là ban đêm nha, mưa rồi một cái mình bắt cái bóng đèn lên, mối cánh dữ lắm, mối cánh nó vô nhà đầy luôn. Mình tỏi ớt chưa? Vừa mắm hơi có tỏi ớt nó mới ngon. Tỏi ớt nhiều là ngon, ăn cay cay ngon. Rồi mình bầm tỏi vô. Mình sắp gì cái mình để vô cái máy mình xay ra, cho nhuyễn cho đều. Mình múc vô cái cối này nè, cái mình xay. Xay cho nhuyễn nè. Mình xay gì mình thổi bầm. Nhuyễn đều nhiệt, mình xay cái cối này nhuyễn đều ghê. Tiện lợi khỏi cái viêm điện, khỏi gì hết. Nhuyễn ngon ghê hả? Bỏ tỏi ớt vô, mình xay xong hết rồi. Giờ mình trộn vô. Mình trộn đều tỏi ớt rồi. Để lên cho nó thấm đường cho ngon, thiệt ngon rồi. Cái mình mới vô cái bịch rồi mình mới vô keo. Làm hai blend vậy. Dưa mắm đủ đủ không ạ? Dưa leo không à, không có dưa leo không? Để có mắm cầu pháo á. Dưa cầu pháo, dưa mắm cầu pháo. Cầu pháo đó có. Này nè. Đông mới sáng rồi nhịp nhịp trời. Này vô keo sẵn vậy luôn hả? Hả? Cũng vô mua keo. Lẻ thì mua lẻ thì cũng có lẻ nữa. Mua lẻ nhiêu ký? Đây mắm gì mắm? Mà giờ mày vô hũ 1 ký. Giờ vô hũ 1 ký. Hả? Vô mỗi hũ 1 ký. Không, bây giờ nè, em bán 1 ký này rồi chị qua bên kia đó, chị lại mua keo rồi chị bỏ vô chứ em không có keo. Được không? Vậy để qua mua keo à. Keo 1 ký là keo gấp 2 này ha. Để qua mua keo. Với cái này nhiêu 1 ký? Bán cho 1 ký này nữa. 75.000 1 ký. Bán cho 1 ký dưa leo nữa, mắm dưa leo. Giờ để mình qua mình mua keo, để mình vô. Này keo có keo nhỏ. Giờ mình qua mình mua keo bự vô, mình vô keo 1 ký. Mỗi bịch 1 ký đi. Cái keo bột đục đó là chị mua vô mà vô 1 ký đúng không? 1 ký là phải mua 1 ký 2 chứ ba. Cái cầu pháo đó nhiêu 1 ký vậy? 65.000
hiểu không? Thấy không? Rồi bắt đầu chậm chậm xuống, chị hiểu không? Hiểu rồi, hiểu rồi. Để cho nó tô, nó dồn lên rồi chị cột lại. Trời ơi, đây em đi vừa đi nước ngoài suốt luôn mà. Này mắm lóc này ngon quá trời luôn ha. Mắm lóc này nhiêu một ký? 250 một ký. Suốt 15 trời. Suốt 15 trời. Không dịch là em đi mấy tiếp. Vậy hả? Vậy ai bán mắm đây? Nghỉ bán hả? Có người. Hả? Thì đợi qua dịch kì đi. Bây giờ qua Thanh Châu qua. Căng dữ rồi. Lâu lắm ha. Miễn bên kia bớt rồi bên này bùng lên. Ngày hôm qua tính vô mưa rồi mà ngày hôm qua mưa quá trời luôn. Bữa hôm qua vô mua cũng không có bán. Mà mưa đâu đi được. Mưa quá rồi không có đi, không có ngồi dọn. Cái gì? Chợ vẫn que à. Mưa làm sao hết biết luôn. Qua ai đâu đi chợ. Mắm linh nhiêu trăm hả? 10.000 trăm. Mắm linh tầm 1.000 ký. Tầm ra. Rồi. Rồi tính tiền ạ. Đi mua 30.000 phải không? 30.000 nha. Ba trăm ba mươi lăm hả? À, còn tâm nữa rồi. Mình giờ mình sắc tiếp cái dưa mắm này là bằng dưa leo. Ngày hôm qua thì mình mua bằng dưa gan. Thì mình mua 4 ký về mình sắc, mình dắt ráo hết thì còn được 2 ký rưỡi. Thì mình vô keo xong hết rồi. Giờ mình sắc thêm cái này cho được nửa ký nữa. Này mình mua 1 ký nè. Mình sắc về mình rửa sạch, mình dắt ráo chắc còn nửa ký hoặc hơn nửa ký. Mua 2 loại dưa hết cái chị ăn cái nào được. Cái này là dưa leo. Còn hôm qua thì mình sắc là dưa gan. Không có đu đủ. Lúc trước có bán đu đủ mà sao lúc này không có bán đu đủ. Giờ mình bầm tỏi ớt đi, chút nữa mình tộn dưa mắm. Dưa mắm mình sắc ra mình ngâm nước mình rửa lại cho sạch sẽ. Cho nó bớt đi cái chất mặn. Mình trộn vô mắm, mình bầm tỏi ớt nhuyễn, mình trộn vô nó ngon. Giờ mình rửa cho sạch cái mình dắt cho thiệt là ráo nước. Trộn đường vô cái mình rửa đường ra cái lần nữa. Chỉ mình dắt bỏ cái nước này cho dưa mắm nó ngon. Mình bóp cái mình dắt bỏ nước này. Mình dắt cho thiệt ráo. Mình bỏ cái nước đường hồi nãy mình trộn vô. Mình cho cái dưa mắm nó dịu lại nó ngon. Mình trộn đều lên. Này cái keo này thì mình bỏ mỗi một keo là 2 bịch. Một bịch thì nửa ký. Cái bịch này chắc hơn nửa ký. Bịch này mình mua một ký dưa leo nè. Mình trộn hết, mình gửi hết cho chị luôn. Ký dưa leo này thì nó mắc hơn cái ký dưa gan. Dưa leo thì 75.000 ký. Còn dưa gan có 50.000 ký à. Mình mua cái keo màu đục đục này nè. Cái keo này đi nó không bị bể. Còn cái keo trong đi nó dễ bị bể hơn, nó giòn hơn.